Bạn lái chiếc máy bay này, bạn sẽ bay cao, bay xa, đến đâu trong bầu trời tri thức rộng lớn. Với triết lý giáo dục, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, đây là cốt lõi để xây dựng nên môi trường hạnh phúc. Ở nơi đây, nhân cách sống đúng của từng giáo viên, từng học sinh được thể hiện qua từng tiết học, từng giờ chơi và cả khi rèn luyện. Với phương châm, thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới. Và nơi đây, các thầy cô giáo chính là những người cất cánh những ước mơ của các con bay cao, bay xa. Nội chú, chúng con tự chăm sóc cho chính bản thân mình, tự gấp chăn màn và tự phơi quần áo. Hơn nữa,